Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Dawaco cho biết vừa triển khai công tác chủ động sản xuất nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Dawaco cho biết đã tiến hành kiểm tra, xúc xả kịp thời các khu vực chất lượng nước không đảm bảo, đầu nối để cấp nước cho các khu vực nếu cần thiết, xây dựng biểu đồ lưu lượng, áp lực tại các nhà máy, trạm bơm tăng áp, chuẩn bị vật tư dự phòng, kiểm tra, xây dựng phương án, điều tiết mạng lưới phù hợp trong dịp Tết. Chỉ đạo xí nghiệp sản xuất nước sạch lập phương án đảm bảo sản xuất an toàn tại các nhà máy nước, bảo đảm duy trì ổn định chất lượng, áp lực nước cấp cho thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đối với công tác sản xuất nước thì chúng tôi cũng đã tập trung bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ các máy móc thiết bị, đặc biệt là các cái trạm bơm tại các cái nhà máy. Thì trong đó thì công tác chuẩn bị đầy đủ các vật tư, nhất là hóa chất xử lý nước, để đảm bảo được cái công tác sản xuất nước an toàn, ổn định trong cái dịp Tết này. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã nâng cấp, cải tạo cái trạm bơm phòng mặn ăn chạch để đề phòng khi có nhiễm mặn xảy ra thì chúng tôi sẽ đáp ứng đủ cái công suất của cái trạm bơm ăn chạch. Dawaco cho biết ngày thường công suất nước phát ra mạng lưới đạt khoảng 250.000 mét khối một ngày đêm. Dịp Tết dự kiến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn thành phố tăng từ 20 đến 30%. Song vẫn đảm bảo vì tổng công suất hiện nay của các nhà máy đạt 300.000 khối một ngày đêm. Đơn vị đã có những kịch bản máy bơm dự phòng để tăng công suất cấp nước của các nhà máy, yêu cầu các doanh nghiệp cấp nước bố trí người trực sửa chữa sự cố trong suốt thời gian nghỉ Tết, không thực hiện cắt nước đối với các khách hàng chưa nộp tiền sử dụng nước, vận hành hiệu quả trung tâm phân tích kiểm nghiệm lab Dawaco. Bên cạnh nhân lực được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực phân tích chất lượng nước thì trung tâm cũng đã được đầu tư về trang thiết bị hiện đại đi kèm theo. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm bây giờ được đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao hơn, đó là giám sát, kiểm tra, giám sát chất lượng nước của các nhà máy, của các trạm cấp nước, đảm bảo sự phù hợp theo tiêu chuẩn, kiểm tra giám sát chất lượng nước của trên mạng lưới ở tất cả các khu vực. Tại nhà máy nước Cầu Đỏ, đơn vị đang khẩn trương thi công cửa tu mới rộng 10m với 6 cửa phay, sau hoàn thành trong vài ngày tới, đảm bảo thu nước 1 triệu khối một ngày, gấp đôi hiện tại. Đồng thời gấp rút triển khai dự án, nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ từ 230.000 lên 290.000 khối một ngày đêm để kịp hoàn thành bảo tháng 5 và chính thức phát nước ra mạng lưới từ tháng 6 năm nay.